đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Lý do thần ẩn của Triệu Lộ Tư bị chê, chiếu như không chiếu. Vì phim mới quá flop nên lại bày trò, lôi lại ảnh cũ bị bạn diễn động chạm phản cảm. Vào tối ngày 27 tháng 12, trên mạng xã hội Weibo rầm rộ từ khóa Lý Hoành Nghị sờ soạn Triệu Lộ Tư. Chủ đề này nhanh chóng leo lên vị trí số 1 bản hot search của Weibo, mục giải trí, với hơn 150 triệu lượt xem sau 2 tiếng. Hiện tại loạt ảnh này đang dấy lên làn sóng tranh cãi kịch liệt từ dư luận. Cụ thể, nhiều hình ảnh của Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị năm xưa bị đào lại, được cho là tại một bữa hẹn của đoàn phim Thang Nan Truyện vào giai đoạn 2018-2019. Lúc này cả hai diễn viên ngồi cạnh nhau, sau đó Lý Hoành Nghị có hành vi đụng chạm, sờ soạn Triệu Lộ Tư một cách phản cảm. Những khoảnh khắc này đều được ống kính ghi lại, song đến tận thời gian gần đây mới bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội. Trước đó vào năm 2019, Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị từng hợp tác với nhau trong Thang Nan Truyện và Xuân Hoa Thu Nguyệt, được nhiều khán giả đẩy thuyền vì tương tác đáng yêu trên màn ảnh. Thế nhưng giờ đây, những hình ảnh gây tranh cãi của cả hai bị phanh phui, trở thành ồn ào trên trời rơi xuống. Dù phía Lý Hoành Nghị đã ẩn ý bày tỏ thái độ về vụ việc với ba chữ nhàm chán quá, nhưng sự bàn tán của dân tình vẫn không hề suy giảm. Không ít ý kiến chỉ mũi dùi về phía Triệu Lộ Tư, cho rằng đây lại là chiêu trò của nữ diễn viên vì hiện tại, bộ phim Thần Ẩn của cô đóng cùng Vương An Vũ khá flop. Đây cũng là giai đoạn tình tiết Thần Ẩn đạt cao trào, vì vậy loạt ảnh phản cảm của Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị đến quá đúng lúc, khiến ai nấy không thể không nghi ngờ. Song, cũng có ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không hồ đồ đến mức dùng bộ ảnh phản cảm, gây ảnh hưởng xấu thế này để PR cho bản thân và phim Thần Ẩn đang chiếu. Vốn dĩ Thần Ẩn đã không hot, nữ chính không nhất thiết dùng hạ sách thế này để câu kéo thêm nhiệt độ không cần thiết. Đã vậy, bộ ảnh còn có nhân vật không liên quan là Lý Hoành Nghị, vì vậy Triệu Lộ Tư có thể chưa đến mức EQ thấp mà kéo người khác vào chung ồn ào với mình. Thần Ẩn được xem là thất bại tiếp theo của Triệu Lộ Tư trong năm nay sau Hậu Lãng và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Bộ phim cổ trang tiên hiệp bị mỉa mai là phát sóng mà như không phát sóng vì không có hiệu ứng truyền miệng, lan tỏa. Dù được đánh giá là bom tấn truyền hình Hoa ngữ cuối năm 2023, nhưng Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đang vấp phải nhiều tranh cãi. Bộ phim Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng đã đi được nửa chặng đường. Nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, độ nhận diện của hiện tại của phim vô cùng thấp, không có độ thảo luận của khán giả. Nguyên nhân do đâu? Nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản Thần Ẩn quá lỗi thời. Thiết lập nhân vật từ chính đến phụ không quá nổi bật. Trong những tập lên sóng gần đây, ngoài vấn đề nam chính Vương An Vũ bị chê không hợp với tạo hình cổ trang, nguyên tắc phim được đánh giá rất khó coi, nội dung tiên hiệp nhàm chán, nhiều tình tiết trẻ con, vô tri. Phim lên sóng nhưng lượng quảng cáo ít thảm hại, rating cũng không mấy khả quan. Theo đánh giá của khán giả trên nhiều diễn đàn phim ảnh, Triệu Lộ Tư không có nhiều tiến bộ trong diễn xuất, Vương An Vũ không hợp cổ trang. Trong khi trước đó, bộ phim tiên hiệp Trầm Vụng Hương Phai dù cũng bị chê nội dung cũ nhưng được cứu bởi diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị, còn Thần Ẩn lại không được như vậy. Khán giả để lại nhiều bình luận cho biết, Thần Ẩn thua xa phim Nhất Niệm Quang Sơn của Lưu Thi Thi. Dù phim của mỹ nhân họ Lưu đã hết khá lâu nhưng độ thảo luận về phim vẫn cao hơn cả Thần Ẩn. Nhiều khán giả xem phim cho rằng, nữ diễn viên cần nên cân nhắc lựa chọn vai diễn phù hợp hơn thay vì đóng phim theo kiểu đại trà, không có sự tính toán hợp lý, thận trọng hơn nữa trong khâu lựa chọn kịch bản.